Xin được chào mừng tất cả quý vị khán giả đã đến với chương trình Tình yêu đam mỹ. Tình yêu đam mỹ là chương trình dành cho cộng đồng LGBT và đặc biệt dành riêng cho tất cả các bạn trong cộng đồng đồng tính nam. Và hôm nay chúng ta xin được chào đón chính chàng trai của chương trình. Và mời tất cả các bạn về vị trí của mình nha. Quý vị khán giả thân mến, thì sau những tập phát sóng của chương trình, thông qua những màn tỏ tình của tất cả các bạn trẻ đến đây, thì Sa cảm thấy rất là vui bởi vì các bạn đã rất là tự tin và mang đến đây những tình cảm chân thành nhất gửi đến chính chàng trai của chúng ta và đã truyền được cảm hứng rất nhiều cho những bạn trẻ ngoài kia. Và Sa mong muốn tất cả các bạn trong cộng đồng LGBT và đặc biệt tất cả các bạn trong cộng đồng đồng tính nam sẽ luôn tự tin bày tỏ tình cảm của mình và sống hết mình cho tuổi trẻ nhé. Trước khi mà đến với cái vlog ngày hôm nay thì Sa muốn hỏi các bạn á, là trong tình yêu thì các bạn là một người như thế nào? Em nghĩ là bản thân em trong chuyện tình cảm á, em là một người phải nói là khá là chiều người yêu. Và em sẽ là một người luôn tìm mọi cách để mà gọi là cân bằng. Bởi vì đối với em hai chữ cân bằng là hai cái điều mà tiên quyết của em trong một mối quan hệ. Đương nhiên hai người đến với nhau sẽ giống như là hai cái cực bù trừ cho nhau, nhưng mà đồng thời đó thì hai người cũng sẽ phải học cái cách để mà vun đắp và cũng như là cân bằng để mà dung hòa với nhau. Mọi người đều mong muốn cái tình yêu đó, đúng không? Cái tình yêu đó là quá hoàn hảo rồi, cả hai bên đều biết vun đắp cho nhau. Còn Minh Đăng thì sao? Còn Đăng á, thì về cái chuyện tình yêu thì Đăng là một cái người mà thích người yêu phải nghe lời mình, nhưng mà lâu lâu vẫn thích cái chuyện tình yêu nó hơi xáo trộn một tí. Thích phiêu lưu chút xíu hả? Đúng rồi, tự mình làm cho nó rối lên rồi mình gỡ, để cho cái chuyện tình yêu lúc nào nó cũng mới hết. Dạ, vụ này chị mới nghe đó. Dạ, cũng thú vị đó. Còn Nam Vương chúng ta sao? Đối với Maro thì Maro tự thích cái người mà Maro thích. Còn ngoài ra cái người mà thích Maro mà tự đến với Maro là Maro không quen được. À, có nghĩa là bây giờ thích ai là tự tới, còn ta thích hay không là kệ người ta. Đúng rồi. Phút này hắc não quá vậy. Ôi là sao? Nếu mà anh thích đó, quen rất là bền, anh là một người cực kỳ chung thủy. Nhưng mà lỡ cái người đó không có thích Mario sao? Thì thôi. À. Thì thôi, mình không ép được. Vũ có ý kiến. Vũ trong tình yêu thì Vũ khá là chủ động á, nhưng mà Vũ có xu hướng là thích những bạn mà chịu cho mình bắt nạt á. Vũ rất là thích bắt nạt người yêu luôn á. Nghe nó gia đình văn hóa á. Mà bắt nạt kiểu đáng yêu hả? Hay là cái bắt nạt kiểu bạo lực? Vũ khá là mãnh liệt, thích một cái tình yêu rất là mãnh liệt mà sôi nổi á. Tình yêu hay nạt nạt á. Xem thấy rắc rác người quá nè. theo kiểu gọi là trói em bằng cà vạt mà đưa em lên Đà Lạt vậy đó. Ngoài kia. Wow. Tức là vừa bạo lực nhưng mà cũng vừa lãng mạn. Đó. So, bây giờ hỏi nhiều đủ rồi, chúng ta sẽ đến với vlog của ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, nó bị nghịch lại với lại những bạn mà mang giới tính bình thường là trai gái bình thường. Nghịch lại hoàn toàn. Tất cả các bạn trai gái bình thường, theo như những gì mà mình quan sát á, là tất cả các bạn đi một con đường dài là để yêu nhau, xong sau đó tất cả các bạn đến với nhau vì cái chuyện tình dục. Rồi sau cái chuyện đó rồi là về cảm xúc sẽ bị thay đổi hoàn toàn, là bạn đã biết hết rồi thì không còn gì vui nữa, tất cả các bạn kết thúc. Còn đối với những bạn trong cộng đồng LGBT, tất cả các bạn coi vấn đề tình dục nó giống như là một cái bắt tay xã giao, điều đó rất bình thường. Nhưng sau đó mới là quan trọng. Sau đó nếu như thật sự có cảm xúc với nhau, dám cá với tất cả các bạn luôn là hai người đó đi với nhau một con đường cực kỳ dài luôn và rất khó để có thể tách được hai người đó ra với nhau. Điều đó Trương đã thấy rất là nhiều những cặp đôi bạn của Trương. Nên là trong cộng đồng LGBT không phải là không có tình yêu chung thủy, mà là điều đó rất hiếm. Nó giống như là cái kỳ tích vậy đó, giống như bước qua được tất cả các sóng gió của hai bạn tự tạo ra, chỉ vậy thôi. Cá nhân mình suy nghĩ thôi nha, là đối với tất cả các mối quan hệ khác của trai gái hay dị tính gì này nọ luôn, thì cái sự chung thủy không phải là do giới tính, mà là do hai người đó có hợp với nhau và đi được với nhau bao xa thôi. Ví dụ như mình cũng có một số người bạn là nam và nữ, họ quen với nhau, họ yêu nhau, nhưng mà có một thời gian ai cũng nói là rất là đẹp đôi, nhưng mà chỉ trong vòng nửa năm tới năm họ đã chia tay.
Và nhưng mà cũng có một số người bạn của Quý giống như là Nam và Nam. Khi mà hai người này quen nhau thì ai cũng nghĩ rằng là không đẹp đôi bị đổ lệch, người thì đẹp quá, người thì không có đẹp. Nhưng mà tới bây giờ là đã 3 năm chờ rồi và Quý thấy họ vẫn còn quen nhau. Và Quý thấy rằng là hai người họ đã ở chung với nhau và dọn về chung với nhau và cảm thấy rất là hạnh phúc. Và sắp tới là nghe đâu có dự định là sinh con nuôi nữa. Nên Quý nghĩ rằng là mình không nên cô lập một cái giới tính vô một cái tình yêu thì nó sẽ đánh đồng, nó không giống nhau. Cái điều này cũng là cái điều mà Vũ suy nghĩ rất là lâu rồi, là có hay chăng một cái tình yêu chung thủy trong cái cộng đồng LGBT này. Tức là khi mà người ta không có một mối ràng buộc cả về tình cảm, tức là người ta không thể xây dựng một cái kết nối nào đó ngoài cái tình cảm người ta dành cho nhau, và cả về pháp luật hay là hôn nhân thì cũng chưa được thừa nhận ở nhiều nước trên thế giới. Theo kinh nghiệm của Vũ thì Vũ có rất là nhiều người bạn trong cộng đồng LGBT mà người ta đã quen nhau rồi tới thời gian tính bằng chục năm, và người ta ở bên nhau, người ta sống chung với nhau, người ta cùng làm việc với nhau, và Vũ cảm thấy là tại sao họ lại làm được như vậy, họ có cái bí quyết gì hay không. Và Vũ vẫn tin vào tình yêu chung thủy trong giới LGBT và Vũ cho đó là một điều bình thường thôi. Vấn đề là người ta sẽ thừa nhận nó ở vào thời điểm nào? Đang nghĩ là sẽ có cái tình yêu chung thủy nếu như mà bạn tìm được một cái người thật sự là thích hợp. Bởi vì thật ra với tất cả các bạn mà LGBT á, thì luôn hướng tới cái việc là sự cầu toàn của bạn rất là cao. Vì cho nên là nếu mà bạn tìm được một cái đối tượng nào mà họ vượt đúng tới cái mong đợi của bạn thì đôi khi bạn sẽ suy nghĩ lại. Nhưng mà nếu mà mình hiểu nhau hơn và mình trau dồi, mình cải thiện thì cái mối quan hệ này nó sẽ lâu dài hơn. Đối với Luân thì LGBT vẫn có thể chung thủy được như người ta bình thường, nhưng mà tại vì rất là lâu dài á, cộng đồng LGBT không được công nhận kết hôn đồng giới á, thành ra là trong giới của mình thì đó giờ mình không có cái suy nghĩ là sau này mình sẽ lấy vợ hoặc chồng. Mình chỉ có suy nghĩ là sau này mình sẽ có người yêu rồi chỉ tới đó thôi. Mình không có một gì đó để là mình làm chứng cả. Nên là cái việc mà chung thủy với nhau rất là khó khăn, tại vì không có gì ràng buộc. Và bây giờ thì bên Mỹ thì cho phép, thì mình đã thấy bên Mỹ là một khi mà đã cho phép rồi thì rất là nhiều người kết hôn đồng giới rất thành công, rất bền vững, rất lâu dài. Và mình cũng hy vọng rằng sau này là Việt Nam cũng sẽ cho phép luôn. Đối với Luân thì trong tình yêu phải có sự thành thật, sự chung thủy. Hai cái điều này rất cần thiết. Một cái nữa là tôn trọng. Và nói chung là có ba điều này thì tình yêu rất là bền vững và không bao giờ sẽ hết. Nhưng mà một khi mà đã làm phản bội ai thì nó khó lấy lại lắm. Họ nghĩ như vậy cũng đúng, tại vì một phần là mình chưa có công việc ổn định và mình chưa có làm được một số tiền mà kiểu như mình có một số tiền trong tay á, thì chắc chắn là họ sẽ chia tay mình thôi. Chứ nào mà có công việc ổn định hay là một có nghề nghiệp ổn định thì chắc chắn mình sẽ quen lâu dài, điều tất nhiên. Riêng Phát thì phát tin vào tình yêu chung thủy, nhưng mà nếu chung thủy á, thì hai bên phải kiểu như là có sự nghiệp và có tiền trong tay. Thì giống như Maro đã nói rồi, mọi người đến với tình yêu với những mục đích khác nhau. Có người thì là đến với tình yêu là người ta thích chinh phục rồi thôi, xong người ta lại chia tay. Rồi nhiều người đến vì là không yêu, người ta chỉ thích làm bạn. Và lại có những người là thích tình dục nhưng mà lại không thích yêu. Còn đối với Mario thì Mario sống rất tình cảm và Mario thích an phận, thích một người đi với mình một quãng đường dài. Thì đối với Mario thì những cái xung quanh nó đến với Mario cũng không thành vấn đề gì. Trong cái giới LGBT này theo của mình biết thì có một cái anh cũng trong nghề cũng là có một tình cảm rất là lâu rồi, cũng khoảng 9 năm, 10 năm, đó là anh Adrian Tuấn và anh Sơn Đoàn. Thì mình rất là ái mộ vào cái cặp đôi này. Đứng trên cương vị là một người chỉ mới trải qua có 3-4 mối tình mà chưa có mối tình nào thành công nên cũng chưa có vững vàng đó mà trả lời được câu hỏi này. Nhưng mà Jackie thấy như vậy nè, sẽ có người này người kia, sẽ có trường hợp này trường hợp kia. Jackie nghĩ là các LGBT vẫn là một cái thế giới gì đó mà mọi người vẫn chưa biết đến nhiều. Bởi vì rõ ràng là qua mỗi ngày thì trên báo chí nó vẫn có những cái câu chuyện về những cuộc tình của những người đồng giới với nhau, hay là những người trong LGBT, và thậm chí là họ quen nhau cho đến khi họ già hơn, hay là họ đến khi tóc bạc phơ cũng có. Cho nên chắc kỳ nghĩ nó sẽ 50-50, mình cũng không biết nữa, nhưng mà chờ xem.
trong những cái mối quan hệ cũ thì những người yêu cũ của Jackie đa phần Jackie đều sẽ là cái người luôn dành tình cảm nhiều hơn. Mình không biết là vì lý do gì nhưng mà đa phần mình sẽ luôn là người dành tình cảm cho họ nhiều hơn. Và có thể vốn Jackie là một người từ nhỏ đến lớn mình bị sống trong cái sự thiếu thốn tình cảm, bởi vì mình vốn là một người bị mọi người xa lánh, cho nên là mình sẽ có thiên hướng chiều người yêu rất là nhiều. Nhưng mà nhiều khi người ta hay nói là chiều quá thành hư, mà nhiều khi hư thế xong là hai đứa không có tiếng nói chung, và từ đó dẫn đến là rồi đường ai nấy đi, toàn bùng. Mình hoàn toàn không đồng ý, tại vì cái sự không chung thủy ấy, nó không hẳn xảy ra ở cộng đồng LGBT và những người đồng tính nam nó riêng, mà nó còn xảy ra kể cả nam lẫn nữ nữa. Nhưng mà họ vô tình họ gán ghép cái giới tính hoặc là hai người nam với nhau, xong rồi họ bảo đó là không chung thủy, thì điều đó mình hoàn toàn không đồng ý. Quan trọng là mấy bạn phải biết đặt cái tình nghĩa của đối phương đã đối xử với nhau như thế nào. Điển hình như là người em mình, họ đang quen bạn trai là hiện tại bây giờ đã gần 10 năm rồi, mà hai người vẫn nồng ấm với nhau, mà hai người ăn cơm mỗi ngày luôn á. Mình ở chung ăn cơm mỗi ngày mà hai người vẫn hôn môi nhau, vẫn kêu nhau là anh em và vợ chồng, rất là dễ thương luôn á. Mọi người đã 10 năm rồi mà mình cũng đâu có thấy gì đâu, tại sao mấy bạn lại gán ghép vô là cộng đồng LGBT hoặc những người đồng tính nam là không chung thủy? Do mấy bạn thôi. Có rất là nhiều ý kiến đưa ra quanh cái chủ đề chung thủy trong cộng đồng LGBT ha. Thì với Sa thì Sa thấy là cộng đồng nào cũng vậy, giới tính nào cũng vậy, thì tùy mỗi người thôi. Chúng ta có chung thủy hay không thì là do tính cách của chúng ta thôi. Chị rất là thích cái ý Luân Vũ nói, tức là những cái điều kiện bên trong của mình á, là trong một mối quan hệ nếu mà gắn kết lâu dài thì cần phải có sự thật thà, sự tôn trọng lẫn nhau, và đặc biệt là sự chung thủy, đúng không? Và có những cái điều kiện ngoại cảnh, đó là về luật chẳng hạn, cái sự ràng buộc về luật pháp, về giấy tờ, về cái cuộc hôn nhân đó, nó cũng là một cái điều kiện để cho người ta có cái quyết tâm để đi với nhau lâu dài hay là không. Thì Sa cũng rất là mong Việt Nam của chúng ta sẽ có một cái luật dành cho cộng đồng LGBT, và đặc biệt là cho các bạn đồng tính nam ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khách mời ngày hôm nay. Baby vậy? Chào anh, em là Trường Giang. Vẻ ngoài em tuy nhỏ nhắn nhưng nội tâm của em thì đầy vững chắc, trông trẻ con nhưng mà lại rất trưởng thành. Với em, trong chuyện tình cảm chỉ cần có hai người là đủ. Ngu em đó quý. Nếu như thích em, anh hãy nói I like you. Còn anh đã đổ em rồi thì cứ nói I love you. Em phải. Phải. Em thật sự không hoàn hảo, nhưng nếu như anh chấp nhận thì em có thể thay đổi tốt hơn vì anh. Dễ thương quá. Bây giờ em đã sẵn sàng rồi, em đến rồi đây. Lại mất hết đối thủ rồi đó. Đáng yêu ghê. Sao rồi, có ai bị ngất ngây với chàng trai của Teo Fomewe vừa nãy không? Em đang đung đưa đây. Mũm mỉm đáng yêu ha. Sao mặt bên kia thấy lạ lạ kìa. Đây đung đưa nữa nè, gu em đó hả Tin? em cảm thấy bạn đó rất là dễ thương. Cái năng lượng của bạn đó tỏa ra rất là dễ thương. Nên em phát hiện là cái gu của Tin rất là dễ dãi. Không, cái này là em đang khen là bạn đó dễ thương, và cái năng lượng bạn đó tỏa ra rất là dễ thương. Em có cảm giác cái hình ảnh này là cái hình ảnh em khoảng 7-8 năm trước. 20. Hỏi Quý với lại hỏi anh Vũ sẽ biết. Làm lại coi. Em đừng nhắc lại nữa, anh không muốn nhớ đâu. Em nói nghe nè, chị thấy Quý diễn tả mà mặt Quý đỏ mắc cỡ là sao? Có ai nghĩ là bạn này là gu của Quý không vậy? Cũng xác nhận là Cũng
quen biết Quý bao lâu rồi? Đây là gu của Quý. Na ná các bạn tập 1. Hơi mũm mĩm, hơi không, với lại theo như, em cảm nhận được á, là anh Quý là thích gu mắt hí, mắt hí, mắt cười. Quý ơi, người ta đồn đoán nhiều quá, lên tiếng đi em. Em lên tiếng đi, phải không? Sự thật thì lúc mà trong viết trong cái profile tờ giấy của mình kê á, là gu Quý là thích những người mắt hí, mí lót. Bởi vì sao? Bởi vì nhìn nó rất là Hàn Quốc và nhìn rất là dễ thương. Thật sự những người đó là nhìn trẻ mãi không già luôn á. Và số người đó là mắt cận. Ví dụ một dàn người 10 người đẹp hết đi, nhưng mà ai mà mắt hí với lại mắt cận, cái là Quý thấy là người đó cộng thêm 10 điểm. Anh cũng biết lót nè Quý, mà nhìn em riết anh cũng muốn cận luôn rồi. Anh già quá, anh già quá. Mới kêu là một mí là không bao giờ già mà. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình đoán coi bạn này là đến vì ai nè. Quý. Rồi nha, có ai bạn bè gì đó khai thiệt đi, khai nha. Từ đầu luôn đi, đừng có để giống như tập trước nha. Để tao hy vọng hi ơ ha, vô xong rồi á kêu không biết gì hết, tao bày bạn tiền tin nấu ăn cho ha. Sao bây giờ em phải hỏi là trong chín người này có ai quen bạn này không? Đúng rồi, để khai từ đầu biết bao nhiêu tập như vậy. Đúng rồi, có ai quen không? Có ai quen không? Đó, ra hỏi bạn bây giờ phải từng người đứng dậy xác nhận là có quen bạn đó không. Đúng rồi đó, rút từ kinh nghiệm bản thân để một hồi mà khúc cuối á, người ta lay bắt lại mấy tập là có người quen không đó. Đó, thấy chưa, chỉ là chúng ta không nhận ra thôi. Không quen nha, Maro không quen bạn này rồi đó. Nhưng mà theo em để ý nha, thường mà cái gu mà những bạn mà có gu kiểu cute mèo méo meo này kia thì em nghĩ là thường á, đến đây một là sẽ kiếm anh Quý, hai là kiếm anh Đăng. Đúng rồi, đúng không? Chính xác. Đúng rồi. Cho nên là em đoán có thể là một trong hai anh này. Ủa, em sao em nghĩ là tập này là duyên của em chắc kì. Tại vì anh thấy là cái bạn đó với em là nó sẽ cưng, nó rất là balance luôn á. Xới, nghe nói cái đã. Hồi nãy giờ em vẫn đang phân vân tại vì có một bạn nhắn tin với em trên Facebook rất là lâu rồi và rất ít khi nhắn tin, nhưng mỗi lần em xảy ra chuyện là bạn đó lại nhắn tin. Hình như hồi nãy bạn đó tên gì, tên Trường Giang đúng không? Đúng rồi, Giang. Em vẫn còn nhớ rất là rõ là cái avatar của bạn đó hình như để cái hình gì mà tím tím. Bạn đó cũng rất thường xuyên comment trên tất cả các bài đăng của em trên Facebook. Xin mời hội đồng thẩm đoàn. Rồi, lấy mời giúp dành luôn. Vâng, chúng ta đã tìm được một cặp đôi hoàng mỹ tiếp theo rồi mọi người ơi. No, sorry, em vẫn đang phân vân không biết là phải hay là không, tại vì em chưa biết được mặt thật của bạn đó. Bây giờ chúng ta sẽ mời bạn ấy ra sân khấu để xác nhận coi thông tin của Trương Cố vừa đưa ra có chính xác là không nha, hay là nhận bừa đó. Không, nói thật. Ok, bây giờ xin được mời nhân vật chính của chúng ta lên sân khấu. Chào em. Hello em. Hai em. Một lần nữa em có thể giới thiệu lại về bản thân mình không? Xin chào các anh đẹp trai xoái ca, cao trắng đen thơm đang ở dưới. Em tên là Trường Giang và hiện tại em đang công việc là tư vấn thẩm mỹ . Và năm nay em 23 tuổi. Em ơi, chị thấy hình như em đang run quá hả? Dạ, em có cần ai lên để tiếp thêm sức mạnh cho em không? Nữa hả? Mỗi lần như vậy. Tin ơi. Cái liêm sỉ rớt mấy tập rồi đó. Thật sự là anh đã nói từ đầu anh là một người rất là hay quan tâm đến người khác. Nhưng mà sao? Cứ mỗi lần mà anh quan tâm tới người khác là vậy đó. Sao quá mời. Ghê luôn đấy trời. Đây một cái điển hình mà ta mạnh dạng nè. Rất là dễ thương nha mọi người, tay bạn nó vẫn còn đang run luôn nha mọi người. Có lạnh không? Có tính hỏi anh ta là chữ C viết sao không? Từ từ. Anh Quý, lên nắm tay một cái để cho em. Không sợ đâu, cho. Hả? Đi Quý, có sao đâu không cho. Em ơi, cho anh hỏi nha. Dạ. Em có phải tên là Hình Thẻ không? Hình Thẻ. Mà sao nhìn em anh muốn lấy liền? Ôm quá. Hả?
Hồi nãy em có nghe anh Chương có nói là anh có nhắn tin qua với em rồi đúng không? Anh nhớ là tại vì có một bạn nhắn tin với anh và anh nhớ rất là rõ bạn đó tên là Trường Giang, nhưng mà anh không biết là có phải là em hay là không thôi. À, cái này em đính chính lại là Chương. Lần này anh Chương cũng... Đây là Trường Giang, bạn của Trấn Thành. Ý là bạn đó nói là em có hài hước hay không đó. Hài hước anh? Sau ngày hôm nay về nhà với em anh sẽ biết. Trời ơi. Chẳng những hài hước mà còn khuyến mãi thêm đồ ăn ngon và kẹo ngọt. Trời ơi, đồ ăn ngon là đúng gu của anh Quý luôn em. Đây 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 đây, đồ ăn ngon đây em. Thật ra là tên của em, tên cúng cơm là Dai Sòng. What? Dai Sòng. Dai Sòng. Dai Sòng là gì em? Dai Sòng, sông dài, sông dài là trường viên. Chơi chữ. Miếng gác. Vừa mới chứng minh luôn nha, bạn hài hước nha. Anh cứ tưởng tên em là bánh mì bơ sữa không á, bởi vì em đặc biệt thơm ngon đó em à. Anh ăn chưa? Anh mới lên anh hửi. Thật ra thì đây là chương trình đầu tiên mà em tham gia, cho nên là khi mà đến đây thì mục đích chính của em đó là dắt gấu về nhà thôi. Với lại là em muốn biết được là cái tình cảm của mình có được cái người đó chấp nhận hay không. Không biết là mấy anh trong đây có mẫu người là giống em hay không à? Từ xưa là anh là một cái bức của em mà đúc ra luôn á, là lớn lên tới giờ. Ý là hồi xưa là anh giống em á hả? Hay là cái mẫu người của anh là giống em? Thì sau một thời gian là anh tiến quá thành vậy đó. Cái đó có cái phẫu thuật thay mỹ thư đó em. Sao giờ anh ốm quá vậy? Anh ốm hả? Tại vì anh cũng phải chịu nhiều cái sự dèm pha và chịu nhiều cú sốc của kiểu giống như là người ta nói anh á. Anh cũng đã ốm là hồi xưa anh khoảng 80kg. Dạ, bây giờ thì Sa thấy là Trường Giang cũng khá là tự tin hơn rồi đó. Chứ em cũng đã hết hồi hộp rồi đúng không? Dạ, em cũng bây đỡ giờ nhiều thì em có thể làm cho chị biết là em đến đây ngày hôm nay vì chàng trai nào không? Tìm với ai mà em có cảm giác là cái phần hát start của bạn sẽ rất là thú vị á. Thú vị ra gì đúng rồi. Mời anh vào đây của em xem có gì nào. Có gì nào. Có gì. Mời anh vào team em. Em đang mời như vậy là em mời ai? Là mời hết. Hay là mời hết, hết đó. Hashtag này ai cũng thấy mà. Tính ra thì trái tim em cũng đủ rộng để chứa chính anh ha. Chứa một người thôi anh. Một người là đủ rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những từ khóa mà bạn mang đến chương trình nha. Em ơi, hôm nay là em thấy là chính chàng trai của chúng ta sắc màu ghê không? Dạ, sắc màu lắm. Dạ, rất là rực rỡ ha. Nhìn rất là mem mem. What? Lem lem. Mà lem mà lem. Có thể nói là style của bạn rất là trẻ trung phong cách ha. Tại vì em thiếu vitamin C cho nên là em mới chọn màu vàng để cung cấp thêm nhiều vitamin C. Quá trời, quá đất. Vitamin C nha mọi người. Ở đây có cà chua nè. Ok, em ơi thì chị thắc mắc muốn hỏi em là em rất là thoải mái trong cái việc giao tiếp với mọi người cũng như là nói về bản thân mình. Thì không biết là cái lúc mà em come out với gia đình đó thì nó như thế nào? Thật ra thì em come out cách đây cũng vài năm rồi. Lúc đó thì em come out đầu tiên là em come out cho mẹ em. Trong cái khoảng thời gian đó thì em có quen một người. Thì lúc đó em come out với mẹ và em nói với mẹ là em đang quen một người như thế này đó. Thì lúc đó mẹ em mới rất là bất ngờ. Rất là bất ngờ rồi nghĩ là em bị bệnh. Lúc đó nghĩ em bị bệnh rồi mới tìm cách là đưa em đi bệnh viện để chữa bệnh. Thì em mới nói là không, cái này không phải bệnh, mà là cái này là con có cảm giác với lại những bạn nam thay vì là bạn nữ. Thì em cũng cố giải thích cho mẹ. Rồi lúc đó rồi hai mẹ con ôm nhau khóc rất là nhiều. Mẹ em cũng khá là xúc động khi nghe con trai nói vậy đúng không? Đúng rồi. Mà lúc đó thì ba em đã mất rồi. Là em chỉ còn có mỗi mẹ thôi.
Là em là con duy nhất trong gia đình luôn hả? Em còn một người anh nữa. Người anh nữa. Người anh em đã lập gia đình rồi. Dạ. Sau đó một thời gian thì lâu lâu mẹ mới nói là: ê, tao con nhỏ này nè, cũng được lắm, mày chịu không tao gả nó cho mày. Cái rồi em mới nói là: gì tự nhiên sao vợ má gả bán con tùm lum vậy? Nói thì mày chịu không? Thì tao ấy nói: bộ má muốn con dâu hả? Cái nói muốn nhưng mà mày có cho được không? Cái mới nói là: thí dụ như không con dâu con rể được không? Cái má em cũng cười. Cái lúc đó thì nói chung là mẹ em cũng từ từ dần dần là chấp nhận dần rồi. Đến thời điểm hiện tại thì cũng hoàn toàn chấp nhận. Thì có hôm mẹ cũng vui lắm, nói là coi như có thêm đứa con gái trong nhà thôi. Vậy là chúc mừng em rồi. Dễ thương, chúc mừng em. Dễ thương. Chưa hẳn nha, chưa hẳn đứa con gái nha. Biết đâu em đem về một chàng trai rất là manly, nhưng mà yêu em thì sao? Dạ. Yeah. Đó. Hôm nay á, cái vlog của chúng ta á, là nói về cái việc là chung thủy ở trong tình yêu á. Yeah. Thì mọi người hay nói là trong cộng đồng LGBT, đặc biệt là trong cộng đồng đồng tính nam á, thì các bạn thường không có chung thủy. Thì em nghĩ sao về cái chuyện này? Thật ra thì cái này theo quan điểm riêng của em thôi. Thì em thấy trong cộng đồng LGBT của mình, những người chung thủy mà yêu nhau một cách lâu dài thì nó thật sự phải nói luôn là rất là khó. Nhưng mà theo em nghĩ là chung thủy hay không chung thủy, nó thật sự là nó không quan trọng. Quan trọng là hai người đi với nhau được đến lúc nào và có những kỷ niệm đẹp như thế nào, cái đó mới là quan trọng. Đúng rồi. Và hoàn toàn là không sai trái với nhau. Yeah. Sai đồng ý, tại vì mình không biết hạnh phúc là bao lâu đâu. Đúng rồi, không có mình thể kêu hết được. Mình thôi đúng không? Đúng rồi. Mình tìm hiểu như vậy thì thấy bạn này rất rất là dễ thương và tinh thần rất là tích cực luôn á. Rất là ngây thơ luôn á. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với những từ khóa mà bạn mang đến chương trình nha. Vàng quý khắc hương, vàng quý hamster bắt thiên. Windy. Khắc hương là Blackpink đó hả em? Dạ đúng rồi. Khắc hương của Blackpink. Rất là giải trí trong các từ khóa của bạn luôn. Em ơi, cho anh lỗi cái từ khóa mà Nhàn Phi á. Có phải là em có một tình yêu mà yêu cái người yêu của mình giống như là Nhàn Phi không? Là yêu sâu đậm. Cái từ khóa Nhàn Phi này nó giống như cái tình cảm của em, nhưng mà nó giống ở một cái khía cạnh, đó là cái sự chung thủy kìa. Thì trước đây em cũng có quen một người, thì anh ấy nói chung là cũng không có đối xử tốt với em, nhưng mà em vẫn một mực em yêu ảnh. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó rồi thì em im lặng. Em đành em chọn cách im lặng. Em yêu bao lâu thì em mới im lặng? Anh ấy đối xử tệ với em khoảng thời gian là 5 tháng. 5 tháng? Trong 5 tháng đó, đúng rồi. Nhưng mà ý là hai người có bắt đầu mối quan hệ đó rồi mới có cái khoảng thời gian... Có chứ, em và ảnh có bắt đầu mối quan hệ. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó thì ảnh đối xử em nó không có được tốt nữa. Chuyện đó qua lâu chưa? Chuyện đó qua cũng mấy năm rồi, cũng lâu rồi. Vậy là từ đó tới bây giờ là em vẫn... độc thân hay là vẫn có tìm những cái mối quan hệ mới? Có tìm hiểu nhiều mối quan hệ nhưng mà vẫn chưa được. Đúng rồi, vẫn chưa được. Cho nên em hôm nay mới đến đây nè. Em ơi, anh có một cái từ muốn hỏi. Hình như em là fan của Blackpink đúng không? Dạ đúng rồi. Ở đây có ai là fan Blackpink không ạ? Look at you. Hình nhiều lắm em ơi. Rất là nhiều luôn. Ủa sao biết là fan Blackpink vậy? Hát hường hát. Blackpink in your area. Yeah, okay. Hồng đen trong khu vực bạn đấy. Có vẻ em thích nghe nhạc ha. Dạ đúng rồi, em thích K-pop hả? K-pop. Fan ruột. Fan ruột, fan cứng, xuất sắc. Mà có ai chỉ em không? Hay là em chỉ coi qua bên cái một đoạn của người khác nhảy xong rồi em tập theo, cover theo? Em coi rồi em cover và tự tập theo. Với lại trước đây em cũng từng tham gia nhóm nhạc nữa. Tự nhiên thế bạn này nhảy cái xa nhớ lại thời xa còn nhỏ. Xa hay xa nhảy một bài đi xa. Hồi đó là xa mê gì? À, nhóm nào biết không? 21. Wow. À, dạ, nói dạ. Mê dữ lắm, lúc nào cũng I don't care. Cho nên là cũng một thời giống em vậy đó. Như là hồi đó chị cũng để cái tóc giống Dara. Sao biết vậy? Chị kể nguyên cây dừa lên đầu đó. Không, bây giờ anh mới hiểu tại sao mà em có một cái nguồn năng lượng rất là tích cực như vậy. Yeah. Tại vì tính ra là em có một cái cách để mà em giải tỏa những cái phiền muộn của bản thân là bằng cách em nghe nhạc rồi em nhảy này kia. Đúng rồi. Cho nên tính ra bé là một cái người khá là tích cực. Đúng rồi.
thường thường những lúc mà em suy nghĩ nhiều á thì em bật nhạc lên em tập nhảy thôi. Thì em cứ nhảy theo nó là tự nhiên em quên đi những cái chuyện buồn, hoặc là em nấu ăn chẳng hạn. Đó, nó như vậy. Rất biết cách để làm cho bản thân mình không bị buồn, làm cho cuộc sống nó thú vị hơn á. Enjoy cuộc sống mình. Enjoy cuộc sống. Jackie ơi, Sa nhớ là lúc mà thi idol là sao? Thấy là Jackie có nhảy. Jackie hay lên nhảy bài? Có nhảy, có coi clip nhảy của Jackie rồi. Xuất sắc lắm. Không, nói chung là nó cũng nói là... Nói chung những... là thôi, không có nói chung đâu. Bây giờ nói riêng nào, một mình riêng lên đây thử. Bây giờ lên nhảy với mẹ luôn đi. Nhảy với Trường Giang luôn đi. Anh có biết nhảy không? Lên nhảy chung với em được sao hết? Ok nè. Ủa em cũng biết nhảy nè mọi người. Tên cũng biết nhảy nè mọi người ơi. Lên với Jackie lên nhảy chung với lại bé kìa. Nhưng mà nhảy gì mới được? Random dance thôi. Random dance luôn. Blackpink nữa hả? Nhảy nhảy thể loại của anh cũng được sao? Không, anh không có cái thể loại của anh em ơi. Bây giờ là Jackie chơi kiểu gì là bé chơi kiểu đó luôn đó. Không, em nghĩ là khúc này em nghĩ là team với em nên hỗ trợ. Đó, lên hỗ trợ em khúc này. Không, không cần hỗ trợ. Bé này rất là tự tin rồi. Bây giờ là chỉ dành cái này là cho em. Cái show này cho em. Cho bé nó ở giữa. Hai anh đứng hai bên. Quẩy đi hai anh. Đó, xuất sắc. Cho anh chàng pháo tay nè. Coi muốn lên tham gia chung nữa không? Thêm một là nhạc là bên tổ chức random hả? Thêm một người nữa đội hình Blackpink luôn. Nếu mà thêm một người nữa là đương nhiên ở trong đây thì chúng ta nên bây giờ em chọn đi. Bây giờ em chọn đi một bạn nam lên đó đi cho nó vui. Nhảy đại nha. Kính mời hoàng thượng lên nhảy chung với thần thiếp. Nhảy xúc sổ đổ tháo đó nè. Ok, giờ tôi xuống dưới tôi coi, tôi không đứng đây. Nè, qua đây ngồi nè. Ê. Ê. Đây là những động tác dưỡng sinh của người già của giống như tụi anh đó em. Tin ở lại đây, tin ở lại đây. Ủa đây, đây, em đây. Sao nãy nhảy ngại quá vậy, bình thường rất là tự tin luôn á. Hả? Tại vì em sợ bung nẹp á chị. Ban nhạc cho em một vài giây lại nữa, nhạc cho hai bạn bày. Nhảy đôi cuốn lấy nhau sexy đi. Yeah. Yeah. Chị có
cảm ơn em nha. Em đã làm cho chị là lâu lắm rồi chị mới sống lại một cái thời là điên loạn như vậy. So bây giờ mình về chỗ ngồi đi, mình sẽ tiếp tục với những từ khóa nha. Thường mấy cái này làm thấy do xa đầu tiêu nãy giờ. Vậy hả? Mấy cái bữa tiệc. Không, chị cảm xúc nhiều quá. Anh thì anh lại hơi thắc mắc về cái từ ông cụ á. Tại vì anh thấy nó có cái gì đó liên quan tới anh hay sao á. Anh ơi, anh là đồ cổ rồi. Cái này là bán vé. Tự nhiên hồi nãy nhận mình già rồi. Xong rồi nhận mình ông cụ. Ở trước tiên cho em hỏi anh cái ông cụ ơi, bạn này rất là thích âm nhạc đúng không? Anh có thể hát một cái bài tặng cho bạn này. Tại vì bạn này tặng cho mình một cái bài nhảy đúng không? Và anh rất là thích hát đúng không? Thì anh tặng một bài hát cho bạn này được không? Wow. Anh thì không rành nhạc của Blackpink. Không sao anh hát nhạc thời 60-70 cũng được. Nhạc tiền chiến đồ không đó. Sao Blue cũng được, trữ tình cũng được. Không có thì anh hò cũng được nữa. Ru cũng được nữa, tụi anh thôi. Anh hát nhạc cải lương được không? Cải lương cũng được. Cải lương hả? Nói okay. Anh hát nhạc gì cũng được. Em hôm nay em thích nghe gì nè? Em thích nghe gì? Ballad đi, hoặc là cái bài nào đó sở trường của anh cũng được. Nếu mà cải lương được thì càng tốt. Đúng rồi. Ngọt nha. Phải ngọt nha, hò câu nào ngọt câu đó nha. Chắc nha, chắc nha. Ca sĩ nha em. Gây mê nha, gây mê hồi sức nha. Khúc này là hồi sức rồi, không có gây mê nữa. Anh bước lên chung với em được không? Đẹp á, đẹp á. Em có cảm xúc gì không em? Dạ khi có. Mà em gặp ông cụ này em có cảm xúc gì không em? Dạ có. Em có rung tim không? Em ước gì em không phải Lan mà là cái người mà Điệp lấy trên thành phố. Thí liệu, thí liệu. Xuất sắc. Con bé thật là đáo để nha. Chứ em mà nói em là Lan là xong rồi đó. Là cắt đứt dây chuông rồi đó. Chắc là anh phải xin xa là xa vô trong để ngủ đây cho. Trời đuổi luôn trời. Ủa vậy thôi. Nắm tay đi về luôn. Tức ghê đó trời. Anh nghĩ là nãy giờ là mình với cái chuyên mục âm nhạc nhiều rồi. Nhưng mà anh nghĩ là mình sẽ qua một cái chuyên mục nó cũng... Anh thấy là khá là thú vị luôn. Tại vì tính tới hai từ khóa trong đây là dính tới ẩm thực lận. Thì anh sẽ chọn nhưng mà cái từ gà. Đó. Cái từ ông cụ em chưa giải thích mà mọi người. Chưa giải thích. Đúng rồi. Cụ chưa giải thích. Biết đâu được nó liên quan tới anh thì sao. Mọi người nghe cãi luôn xong mọi người quên luôn. Ok, ông cụ đi em. Dạ, thì cái từ ông cụ này nói về cái quan điểm và cái ý nghĩ của em hiện tại. Thì nó tầm khoảng là 2 đến 3 năm nay thôi. Thì trước đây em, mọi người cũng biết rồi đó, em trải qua quá nhiều cái biến cố và quá nhiều chuyện buồn. Thì nó lập cho nên cho em một cái ý nghĩ đó là trước khi mình làm cái gì, mình sẽ nghĩ đến tương lai trước và nghĩ đến cái kết quả trước. Trong công việc và trong chuyện tình cảm luôn, chứ không có riêng gì chuyện tình cảm. Có nghĩa là trước khi bắt đầu một công việc hoặc bắt đầu với một ai đó thì em sẽ thường nghĩ đến tương lai trước. Có nghĩa là như vậy. Dạ, nghĩ xa quá. À, có nghĩa là suy nghĩ xa và là suy nghĩ hơn non chắn hơn. Đúng rồi, đó cho nên là em mới để tụi là ông cụ. Đúng rồi. Em ơi, đây có ông cố được không em? Dạ. Đây có ông cố ngồi đây được không? Dạ được. Ok em. Em làm bà ngoại cũng được. Chặt nữa, được, chặt nữa. Chặt nữa. Trời ơi. Anh nhớ chặt em á, được, em ghim. Em ơi, cho anh hỏi thêm một cái nữa là cái từ Windy có phải là nói về phim hoạt hình không? Chưa, người ta nè, cơm gà nè, đói quá rồi em. Order giữa cơm gà nãy giờ chưa được ăn luôn á, tức thật sự. Vậy sao anh không chọn ngay từ đầu? Ừ. Nãy giờ qua mấy từ khóa luôn rồi. Tại giờ nó mới đói em. Jackie đang mắc cỡ lắm em, chứ Jackie nói nhiều lắm luôn. Em bước ra sân khấu là Jackie không nói chuyện nữa. Vậy chắc em không hấp dẫn bằng cơm gà nên anh không có chú ý tới. Thôi chặt chưa. Con bé này nó đáng để thiệt á. Thật sự sắc bén. Sắc bén. Bé này thiệt là đáo để. Chọn vía em, chọn vía em. Vậy là anh thấy cơm gà hấp dẫn. Vậy anh thấy cơm gà hấp dẫn hơn em. Không, tại vì thật sự là cái cơm gà này là cũng là cơm gà của em. Cho nên chắc chắn là anh cũng đang muốn coi cái biết là cái cơm gà của em nó có cái gì trong đó. Đương nhiên là cơm gà của em chứ. Đó, vậy nên anh mới hỏi cái cụm từ cơm gà à. Thì cái cơm gà này là một cái món tủ của em luôn. Và cái món này chẳng những món tủ của em, là một cái món truyền thống của gia đình em. Thì cái cơm gà này là cơm gà Hải Nam. Wow. Cơm gà Hải Nam đường Nguyễn Tri Phương phải không em? Nhà em bán cơm gà Hải Nam hả? Không, không phải bán anh. Nói chung là chỉ là làm ăn thôi. Nhưng mà có một cái công thức riêng và một cái công thức rất là đặc biệt. Đó là ngoài cái công thức đó ra thì bà nội của em có nói là khi mà cháu làm cái món cơm gà này thì cháu nghĩ đến những cái người mà mình yêu thương, nói người trong gia đình,
hoặc là người mà cháu thương yêu, thì cái món cơm gà này nó sẽ trở nên rất là ngon và rất là đặc biệt. Và cháu quan tâm. Đúng rồi. Vậy là phở bò cũng là công thức gia truyền nhà em hả? Dạ không có, bây giờ mình nói tới cái cơm gà trước đi anh. À, ủa chưa xong chưa à? Rồi xin lỗi. Cứ ăn từng món từng món. Ok. Nghe nha mọi người, ăn từng món nha. Cũng giống như anh nói á, thì em có chuẩn bị một cái phần cơm. Wow. Không phải, cái này người ta gọi là đường tình yêu mà đi qua đường bao tử trước. Cái này em nấu từ sớm rồi đó mọi người. Nấu từ sớm đó nha mọi người, cho nên thôi đừng nói nữa. Đem cơm gà ra đi em. Wow. Em ơi, em có đem đủ phần không? Ê, mình nôn nóng mà tới hồi đem ra có 9 phần, không có phần mình cứ vui lắm nha. Trời chết rồi, ăn thiệt rồi mọi người ơi. Mọi người, ơi, tự trọng mọi người, tự trọng mọi người. Anh nào muốn lấy trước mà. Em bưng cho, bưng cho, đó, quá lịch sự. Mình đói bụng mình phải tự trọng mấy đứa ơi. Thôi em bưng cho anh vậy em ngại quá. Đây trời, em xin đây. Anh dành cho em chén là sao? Để tí nữa em mất phần. Chỉ có anh thương em thôi, mai thương em chưa? Anh là em cảm động được luôn. Ủa tên có chưa? Chúng ta không sao. Không sao đâu. Nghe nè, em dẹp cái mâm cho. Anh ăn chung với em. Phải chụp hình nha. Dễ thương quá. Ủa sao cũng được ăn đó hả? Ủa chứ không được ăn hả? Trời ơi. Đâu có, anh lấy cho anh. Quên. Anh lấy cho người yêu anh chứ em. Thằng nhỏ này nó ác dễ sợ trời. Quên. Nhưng mà tại vì chị xinh đẹp cho nên em nhường nó. Em ơi, lần đầu tiên chị ăn cơm gà mà có nấm ở trong đây nữa nè. Đó, em ta. Đây là nấm. Nấm. Em kêu đó là toàn nấm không mà. Nấm. Tại vì nếu mà có gà không thì nó hơi đơn điệu quá, cho nên là em thêm rau cải xanh vô cho mọi người có thêm chút sơ. Chút sơ nha, đúng là lo xa nha, ông cụ non nha. Bây giờ mình ăn thử đi ha. Dạ, yeah. Mọi người nhớ trộn đều nha, tại vì em có chen một ít nước mắm trong đó. Đúng là bạn này đã nấu cơm mà bạn đặt cả cái tâm vô, tức là dặt rất là kỹ từng thành phần. Em ơi, hình như cơm này là mình nấu bằng nước luộc gà đúng không? Có ăn qua cơm gà rồi đúng không? Nhiều chưa không, tại vì anh rất là thích nấu ăn nên là khi mà anh ăn thì anh nghe cái vị của nước luộc gà ở đây. Anh có ăn của một cái chỗ mà hồi nãy mới nhắc tên nó, cơm gà Hải Nam, anh có ăn anh? Thực ra cái tên Hải Nam đó là cái tên phổ biến. Cái này nấu bằng nước luộc gà nhưng mà nó đặc biệt hơn là nó được nấu bởi em. Không, hình như cái gà này là không phải là gà ở khu vực miền mình mà là ở khu vực miền Trung đúng không em? Tại vì cái da gà tuy là da gà luộc nhưng mà cái da gà cực kỳ giòn luôn. Cái gà này á, là do một cái người quen ở trên chợ lớn á, cái khu người Hoa sống á, thì là gia đình em là thường xuyên đặt gà ở chỗ này thôi, bởi vì gà ở chỗ này là gà nuôi luôn cho nên rất là chất lượng. Mọi người ơi, mọi người có cảm xúc như thế nào khi mà ăn xong cái chén cơm gà này? Quý ăn nhiều vậy quý ơi, quý chút hỏi em đó kìa. Quý ơi, em giữ wow, quý ơi, rau, oh my god. Quý ơi. Nè ha, cười một cái cọng rau nó dính trên răng ha. Giờ bắt cận 16 ha. Ăn để nuốt trọn cái tình cảm. Jackie ơi, hồi nãy anh mong muốn ăn cái cơm gà này lắm mà, thì cho em cái ý kiến được không? Bản thân anh là cũng một người rất là thích đi ăn cơm gà Hải Nam. Nói chung cơm gà Hải Nam, nói chung cái kiểu của cơm gà Hải Nam thì thật sự là ăn cái này nó rất là vừa. Mà mặc dù là như em chia sẻ là cái này là em đã chuẩn bị từ hồi sớm, nên là tính nào nó cũng đã bị nguội đi phần nào, nhưng mà rõ ràng là ăn nó vẫn rất là ngon. Không, chuẩn bị từ hồi sớm đó là chuẩn bị gà với lại là em do gạo, tại vì cái gạo này nó phải để khô mới có thể làm được. Phải nói cho đúng nha, phải nói cho đúng bé mới chịu, không nói đúng là bé phân tích chính xác. Là bé sửa từng cái đoạn nhỏ. Tại vì không phải, tại vì rành ăn chứ không có rành nấu. Không sao, tính ra phòng này có hai người sơ sắc nha. Dạ, nói chung là bây giờ là được ăn cơm gà là Sa đã hả dạ rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái từ khóa tiếp theo. Phở bò đi, ăn phần phở bò nữa. Đúng rồi. Ăn cho no xong rồi cái hamster and cookie tráng miệng. Là tráng miệng hamster hả? Thôi để chương cầu hỏi nè. Em ơi, anh muốn hỏi là cái từ Wendy có phải là nó được xuất phát trong một bộ phim hoạt hình không? Vậy theo anh thì cái đó là phim hoạt hình gì? Sakura. Sakura, anh là fan của Sakura hả? Chính xác. Em cũng là fan của Sakura. Từ xa. Không, anh muốn lên cho nó cơ. Biến hình. Em lấy cái lá bài ra em chưởng anh đó. Nốt. Thu phục.
Nói nghe nè, mấy người làm rộn chuyện quá à. Nói về Sakura, ở đây là chỉ có mình tôi liên quan thôi. Chị đừng nói chị là Sakura nha chị. Chị cũng là fan Sakura luôn. Chị là cái lá bài hả? Ta chị tên Sa. À chị có chữ Sa đó. À, chị Sa có chữ Sa. Ok, tiếp theo đi, từ khóa nào? Phở bò à. Phở bò đi. Phở bò. Chưa nói xong từ Windy nè. À, chưa nói xong từ Windy kìa. Tại cái từ Windy này nó có liên quan đến cái tên biệt danh của em từ trước tới giờ. Thì sau khi coi xong cái phim đó, đóng nhanh chương của nói á, thì em cực kỳ thích cái thẻ bài Windy luôn. Tại vì cái thẻ bài đó nó là cái thẻ bài duy nhất ở lại với Sakura. Khi mà tất cả các thẻ bài khác nó bay thì anh cũng biết mà đúng không? Tập cuối. Đúng rồi, thì nó cũng khá giống với cái tính cách của em. Thì em không phải là cái người kiểu thấy khó khăn là sẽ bỏ đâu. Có nghĩa là em sẽ ở lại bên cạnh cái người đó cho tới phút cuối cùng luôn. Nếu như mà như vậy thì theo như anh thấy hình như tính cách của em khá là dịu dàng, đúng không? Tại vì cái lá bài Windy là lá bài tượng trưng cho sự vô cùng dịu dàng, nhưng mà sức mạnh lại vô cùng khủng khiếp. Đúng rồi, có nghĩa là nó là theo thuộc dạng ngoại nhu mà nội cương á. Thì em cũng như vậy, có nghĩa là cái nhìn em nhỏ nhắn như vậy thôi, nhìn em ngoại nhu thôi, nhưng mà thật sự là bên trong em là nội cương. Trời ơi, nói tới đây tôi hết hiểu. Cái ý chí của bạn vô cùng mạnh mẽ. Rồi em tiếp tới cái phở bò để em chanh tên vừa lòng anh. Không nói não ngay là cũng đói cho mình ăn hết một lần. Phở bò đi. Cái từ khóa phở bò này nghe ra qua thì có vẻ rất là ngon, nhưng thật sự đó là một cái câu chuyện nó buồn và nó tổn thương nhất đối với em cho đến thời điểm hiện tại luôn. Cách đây khoảng đêm nhớ tầm là 4 năm thì em có quen một người. Lúc đó tụi em đang trong giai đoạn tìm hiểu, nhưng mà ở cái người đó cho em một cái lòng tin rất là lớn là sẽ lâu dài, cho nên là em rất là yêu thương người ấy. Và một đêm thì cái người đó bị bệnh, ảnh mới nhắn tin với em là ảnh không được khỏe, ảnh không có mua thuốc được. Thì em mới là đạp xe đạp nha, chứ lúc đó em chưa có xe máy, em phải đạp xe đạp từ Gò Vấp mà qua tới quận 6 lận. Thì xa thế. Mà xe đạp không phải xe đạp thường mà xe đạp điện nữa, mà lúc đi tới giữa chừng em hết điện. Lúc đó thì mọi người cũng biết rồi đó, nó đạp rất là nặng và rất là cực. Thì đi ngang gần nhà ảnh thì có một cái tiệm phở bò. Cái tiệm phở bò, nhưng mà trên con đường đó thì chỉ có duy nhất một tiệm thôi. Tại lúc đó là khuya rồi. Thì em mới tấp vào, em mua một bịch phở qua để đưa cho ảnh. Nhưng mà lúc đó em đứng trước hẻm nhà. Tại vì ảnh nói với em là ảnh chưa come out, cho nên là không muốn gia đình phiền phức. Thì lúc đó em mới gọi và em cũng có nhắn tin luôn, nhưng mà không thấy phản hồi gì từ ảnh hết. Thì em mới tìm nhà của ảnh và em đặt cái bịch phở bò đó trước cái cửa nhà. Qua ngày hôm sau thì em rất là lo lắng, tại vì liên lạc không có được á. Thì ảnh mới nhắn tin cho em một câu là tụi mình chấm dứt đi, mình không có hợp nhau, anh cũng không muốn em làm phiền anh nữa. Cái rồi lúc đó tâm trạng của em thì mọi người cũng biết rồi đó, thất vọng nè, với lại buồn rất là nhiều. Sau đó 2 tiếng thì ảnh chặn Facebook em luôn. Và bạn của em qua từ nhà ảnh xem á, thì thấy là ảnh có đi xem phim mà không có chụp với ai hết, nhưng mà có chụp lên đăng giống hai như mọi người. Đúng rồi, vé. Tại vì em thật sự lúc đó em đâu có làm gì sai đâu. Mà bây giờ em đã tìm hiểu được là ngõ ngọn ngành chưa, hay là chỉ biết tới đó là ngưng rồi? Tới đó là ảnh chặn Facebook, chặn hết liên lạc của em, chặn số luôn rồi. Em đâu có cách nào để em liên lạc hay em hỏi gì đâu. Và tới bây giờ em đã liên lạc lại với người đó chưa? Chưa liên lạc luôn. Và sau một thời gian thì em buồn rất là nhiều. Và thậm chí đến bây giờ em cũng nhớ lại là nhiều lúc em nghĩ là tại sao làm như vậy. Nhưng mà em cũng không muốn nghĩ tới nữa, từ chối hiểu. Mình lại quay trở lại chuyện buồn đó rồi. Okay. Vừa nãy anh nghe em chia sẻ là nhà em ở Gò Vấp phải không? Tình cờ anh cũng ở Gò Vấp. Anh ở phút nào? Em ở đường gì? Em ở gần Đại học Mở. Đại học Mở. Anh ở đường Thống Nhất. Xa anh lắm hả? Cũng không có xa lắm, nói chung là cũng gần nhau. Mai mốt mà anh bị bệnh á, em qua anh rất là gần luôn. Gần nhà anh rất bán nhiều phở. Free ship. Anh thấy cái chữ phở bò nó không nên xuất hiện trong hashtag của em. Tại vì đó là một câu chuyện buồn. Và cái người mà làm tổn thương em á, thì em không nên để ý tới làm gì. Tại vì họ đã cố tình tổn thương mình rồi, tại sao là mình cứ là phải nhớ về họ hoài, mà mình lại để nó chen vô những cái mảnh ký ức rất là đẹp, giống như là Windy nè, các thứ nó, mọi thứ nó đang rất là đẹp luôn á. Đó, bây giờ mình quay trở lại đi, mình qua cái chủ đề hamster and cookie đi. Thì trước khi đến với cái từ khóa này, cho em hỏi là hiện tại nhà có ai đang nuôi con gì không ạ? Nuôi con gì không ạ? Con gì em? Những con giống như hamster đúng không?
không, những con như con thỏ nè, con cún nè, con mèo. Nhà anh có một thỏ, một chó và bốn hamster. Bốn hamster luôn, anh nuôi dòng nào? Hả? Hamster bia. Thì cái này là một cái kỷ niệm vui với em. Thì vào năm cấp 2, em lúc đầu là em chỉ nuôi một cặp hamster thôi. Thì sau một thời gian thì mọi người cũng biết rồi đó, cho nó sống chung thì nó bừa bừa. What? Nội ám ảnh kinh hoàng luôn á. Một tháng sinh sản một lần sinh sản mười mấy con. Cũng giống như anh vậy đó, em cũng cuốn cuồng lên, chết rồi nó đẻ rồi giờ làm sao. Cái rồi em mới bắt đầu đem bán bớt. Cái rồi em thấy cũng có lời trong đó. Cái rồi bắt đầu em mới mua thêm những con hamster giống về. Rồi em bắt đầu việc kinh doanh của mình, kinh doanh hamster tại nhà. Rồi từ cái việc kinh doanh đó em kiếm được một cái nguồn thu nhập cũng kha khá để em trang trải tiền học với lại phụ tiền ba mẹ nữa. Lúc đó là cái thời mà hamster còn đang thịnh hay sao em? Đúng rồi, thời hamster còn đang thịnh đó anh, lúc đó năm cấp 2, năm cỡ 2010 mấy á. Lúc đó anh tưởng anh biết em, anh với em kinh doanh vô chung rồi, hiểu không? Hai người hùng vốn có khi giờ mở tiệm rồi đó. Không, tại vì cái thời mà của hamster, chuột hamster với lại mấy con mà nhỏ như nhím rồi nọ, kinh doanh cực kỳ lời luôn, tại vì nó sinh sản một cách giống như là không có kế hoạch hóa gia đình luôn á. Sao kế hoạch được? Em ơi, hamster nó sinh sản như vậy thì mình có cách nào mà mình nuôi cho nó giống chủ không em? Giống chủ hả anh? Cũng được, nuôi em nè. Cái cano của anh Vũ mới gãy làm ba nữa. Cái món cookie đá xay này á, trong cái khoảng thời gian đó em có đem vào trường, em mời các bạn uống. Thì các bạn em nó nói là ngon quá, thì mọi người cũng biết rồi, một ly cookie thời điểm đó là cũng mấy chục nghìn một ly lận. Thì lúc đó em mới bán cái món cookie này. Sau một thời gian thì em tích góp được nhiều á, cái rồi em mới bán thêm nhiều thứ nữa. Lúc đó em trở thành một cái căng tin di động ở trong lớp luôn. Cứ đói cũng em, khát cũng em, mệt cũng em, thiếu tiền cũng em luôn. Ủa, căng tin có cho mượn tiền nữa em? Tiền cho nhỏ nhẹ lại. Căng tin có cho mượn tiền nữa? Không, nếu như mà vừa buôn bán mà vừa cho vay tiền trong lớp vậy là cũng dân máu mặt. Đúng không, cái bạn này là có máu kinh doanh lắm á. Không, tại sao mình không nghĩ là bạn này là một người biết làm ăn và kinh doanh rất là sớm mà mình lại nghĩ bạn đó lại có máu mặt hả anh Trương Cố? Sao anh lại nghĩ tiêu cực về em như vậy? Giống nhau. Mình nhường sống một chút xíu cho học trò cưng của cô đi ha. Phát ơi. Em chuẩn bị tâm lý nha em. Bây giờ là còn cái lời cảm ơn nè. Vương quốc sương mù. Em cho anh hỏi là lời cảm ơn là như thế nào? Cái này là nó xuất phát từ cũng là năm em cấp 2 luôn. Thì lúc đó mọi người cũng biết rồi đó, có tiền nhiều làm gì thì ăn, uống, ngủ, nghỉ. Cho nên là lúc đó là tăng cân. Em tăng cân rất là nhiều. Lúc đó là em tận 70kg luôn. Mà lúc đó em mới có 12 tuổi, vẫn thua anh 10kg nha. Vẫn thua anh 10kg. Em chưa thấy đâu, có nghĩa là anh với thằng em sinh đôi của anh á, hai đứa đi chung với nhau giống như là số 10 với em. Một đứa mặt thù lù, một đứa ốm nhom. Mà sáng nào đi ăn á, là mẹ cũng phát đứa với bánh mì. Cái bánh mì mà anh ăn xong cái bánh mì là anh không nổi. Ý có nghĩa là ăn chưa có đủ no là phải quất thêm cái bánh bao, xong rồi quất thêm ly trà sữa nữa. Mà mẹ mà mỗi lần chở hai anh em đi mua đồ á, mà sinh đôi á nha, là mà phải mặc đồ giống nhau. Mà cứ mỗi lần mà có đồ của thằng em là không có size của anh. Mà size của anh là có nghĩa là size người lớn mà nhỏ nhất, còn thằng em thì nó quá rộng. Riết mà mẹ anh nó lại, mày Hùng ơi mày đừng có ăn nữa, mày ốm như em mày đi. Đó là cỡ đó luôn đó em. Đúng rồi, hồi đó mẹ em cũng vậy, mua size. Em có một người anh nữa, người anh cũng y chang gia đình luôn, cũng là anh ốm em thì mập. Mỗi lần mua đồ phải mua hai size khác nhau. Lúc đó là trong lớp em cũng thân với nhiều người bạn lắm. Thì trong đó em có lúc đó tuổi học trò mà, lúc đó thì em có cảm nắng một người thôi. Nhưng mà cái người đó họ không có kết bạn với em mà họ còn nói rất là nhiều thứ mà làm em tổn thương nữa. Ví dụ như chơi em mập nè, kêu là cái ngoại hình của em nó giống như con quái vật chẳng hạn. Đó cho nên là khiến cho em rất là buồn. Thì sau đó em mới cố gắng em giảm cân, thì em mới có được cái ngoại hình này, mặc dù là bây giờ em vẫn còn mập. Không, bây giờ em đang mũm mĩm. Mũm mĩm dễ thương, không có mập đâu. Anh tên đang trend nha, Gucci á, đang trend cực kỳ luôn á. Đang cái kiểu mũm mĩm sugar daddy rồi đó hả? Dạ. Dạ, còn một từ nữa là cuối cùng là vương quốc sương mù. Thì chị nghĩ đến là vương quốc Anh. Thì có lẽ là chàng trai người Mỹ có tới Anh lần nào chưa? Anh thì mình chưa bao giờ đến, mình chỉ đến Bồ Đào Nha thôi. Tại vì tôi là quay Bồ Đào Nha chứ mày Anh.
nên là nói chung là ấn tượng về châu Âu mình không có nhiều lắm. Chỉ nhớ là bà nội có một cái cây rất là dài và hồi xưa là hay quấn anh rất là nhiều, tại vì rất là lì. Mọi người không bao giờ anh chịu nói tiếng Bồ Đào Nha vậy đó, như đó thôi, nên là rất là sợ châu Âu. Thì có thắc mắc gì về cái từ này của bạn không? Không biết tại sao có sương mù. Theo như mọi người nghĩ thì cái vương quốc sương mù này nó là một cái vùng đất nào? Ở Đà Lạt, Sa Pa hay à? Xứ sở sương mù là Đà Lạt chứ ta. Thôi chắc Đà Lạt quá à. Là chỉ có duy nhất một nơi thôi, là nghe tới là biết liền luôn, Sa Pa chưa phải. Lào Cai, Lào Cai. Nói ra là biết ngay rồi. Đà Lạt. Đúng rồi, Đà Lạt. Thì cái Đà Lạt là một cái nơi mà em rất là thích. Thì em nghĩ là ở đây ai từng đến Đà Lạt rồi thì chắc chắn cũng sẽ rất là thích cái quang cảnh ở Đà Lạt. Nó bình yên và nó rất là bình dị và nó rất là yên tĩnh. Thì em sau này nếu như mà có người yêu thì em cũng mong muốn là sẽ được người yêu đến Đà Lạt trải nghiệm. Mặc dù là em cũng có nghe nói là nhiều người cặp đôi á, đến Đà Lạt thì sẽ chia tay, nhưng mà em thấy là cũng có nhiều người đến Đà Lạt họ vẫn quen nhau tới bây giờ. Cho nên là nếu được thì em cũng muốn có một cái cảm giác được ở trên Đà Lạt cùng với người mình yêu. Anh cũng cực kỳ yêu Đà Lạt luôn, và anh cũng có một ước mơ nếu mà sau này anh có người yêu á thì hai người sẽ đi lên Đà Lạt đi phượt, xong mà ăn thịt nướng, uống rượu, ngủ trong cái lều. What? Sao nhà không ngủ mà ngủ trong lều trời? Ý là thích mấy cái kiểu mà đi phượt xong rồi trong màn đêm u tối, đồ chó chu giường hú, đồ đó, biết nhà mã đâu, đồ đó. Thích cho núi rừng thiên nhiên đồ đó, trong lều đồ đó. Mình kể chuyện ma cho nó lãng mạn. Sau khi mà chúng ta đã tìm hiểu hết về bạn qua những cái từ khóa mà bạn mang đến, và chúng ta cũng đã có dịp được nhảy với nhau trên sân khấu như thế này, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Giang ơi, thì ngay từ đầu chị cũng đã được em cho biết cái chàng trai là lý do em đến đây ngày hôm nay. Thì sau những gì xảy ra trên sân khấu nãy giờ, chị không biết là em có muốn thay đổi ý định của mình hay không. Thì đây, em có thể quyết định lại hoặc là giữ nguyên ý kiến. Dạ. Vẫn lại là một chàng trai kiên định nha. Nhưng mà cũng có thể nếu như chính chàng trai của chúng ta ngày hôm nay quyết định tỏ tình với bạn thì sao? Cho nên là bây giờ sẽ là thời gian mà Sa dành cho chính chàng trai có thể tự tin thổ lộ tình cảm của mình dành cho bạn Trường Giang. Xin mời chính chiếc ghế quay lại. Với Sa thì Sa thấy chị Nha hôm nay đã mang đến một không khí rất là tươi mới, rất là trẻ trung và đầy năng lượng. Thì cùng với cái sự dễ thương từ bên trong của em á, chị thấy rất là thật. Thì Sa nghĩ là cũng có thể những chàng trai ở đây có người nào đó sẽ rung động với em. Dạ, em và cũng mong là như vậy. Trong thời gian này sẽ là thời gian để cho chính anh quyết định xem là có nên lên đây tỏ tình với Trường Giang hay là không. Sau 3 tiếng đếm của Sa, 3 2 1. Dạ, vậy là không có chiếc ghế nào quay lại. Vậy là chúng ta sẽ bắt đầu phần Trường Giang bày tỏ tình cảm của mình dành cho chàng trai mà là lý do Trường Giang đến đây ngày hôm nay. D
đừng bỏ em một mình. Đừng bỏ em một mình. Kinh dị quá vậy. Ôi em nổi hết da gà luôn á. Rồi. Trời trời ơi, như là đang chơi sai sai rồi đó, sai sai rồi đó. Cố sai quá chưa cố. Ôi da sai, ổng sắp lý rất trời. Tốt ghê. Vẹ vẹ tới em á. Số 3 kìa. Jackie. Ê, đang hết hồn. Số 4 là tử. Gì kỳ vậy? Trời sao nó không cứu? Cứu đấy kìa má ơi. Ủa anh tưởng Quỷ Dương là phải xuất hiện kiểu giật dây ra luôn chứ. Thấy xong cái rồi để cho em mới chơi đi từ ghế số 1 được không? 6 người luôn. Ủa em ơi, thí dụ mà theo kịch bản là thí dụ em xuất ra em phải cắn cổ tiên chứ. Tiên giật giật vậy nào mới dạ, giống có tại không? Vì em là một con búp bê thiện, em bị
mắc một cái lời nguyền. Cứ nãy giờ cứ một người hôn em là 1 tỷ năm rồi đó. Tới đây là 6 tỷ năm. Ừ, 6 tỷ năm rồi đó. Trời đỡ 6 tỷ năm rồi. Xuất sắc. Đóng bụi, đóng màn nhện lưng. Em ơi, nãy nghe nè. Khi mà em nhắm mắt như vậy là thì làm sao em biết là người đó sẽ tới? Thì cái lời nguyền này á thì cái người phù thủy đó có nói với em rồi là phải đến cái số năm thứ 6 tỷ thì em mới được hôn hóa giải. Lỡ như có ai thích quá rồi hôn em hai cái thì sao? Hôn em hai cái thì có gì đâu, double năm lên thôi. Không, nhưng mà thật sự cái concept của bé rất là hay, nên là Jackie nghĩ là mình cho bé một tràng vỗ tay. Idea rất là hay mọi người. Anh thấy cái concept hôm nay em chuẩn bị như thế nào? Nó hơi rùng rợn tí xíu, nó cũng quá dị như tính cách của anh. Thật ra thì nếu mà tỏ tình trong cái không gian mà lãng mạn hay là cái gì đó thì em thấy nó không có được ấn tượng cho lắm. Cho nên đó là em mới nghĩ ra cái không gian này để em tỏ tình với anh. Rất là ấn tượng. Dạ. Crazy mind. Thì cái này là em lấy ý tưởng từ Dreamcatcher. Nó là một cái bùa bắt mộng. Thì nó sẽ lấy đi những cái cơn ác mộng và nó sẽ để lại cho mình những cái giấc mơ tốt đẹp. Nó cũng giống như trong chuyện tình cảm vậy đó. Thì những cái Dreamcatcher là được treo như thế này. Với lại là em lấy ý tưởng một phần nữa là cũng nó liên tưởng tới cái không khí, cái dịp lễ ngày Halloween đó. Dịp lễ Halloween cũng là sinh nhật của mình luôn nha mọi người. Tháng 10, ngày 24 tháng 10. Gì vậy, cơ hội ghê. Cho nên là em mới chuẩn bị một cái concept như thế này. Có nghĩa là em đã biết được cả ngày sinh của anh rồi. Cái này là em chuẩn bị cho cái dịp lễ Halloween. Với lại là em biết cái tháng sinh thôi. Tại em, vì anh khá trên Facebook á thì anh khá là không có tiết lộ nhiều cái thông tin cá nhân á. Vậy là em cũng có điều tra vậy. Sao anh gọi là điều tra? Em có tìm hiểu. Tìm hiểu. Vậy thì em biết anh qua đâu? Cái này thì em biết anh qua Facebook là đầu tiên. Với lại là có anh là DJ, cho nên là em cũng có một vài người bạn làm trong quán bar á, thì cũng có biết. Thì nói chung là em không có thích theo kiểu gu hay gì hết, nhưng mà em thấy anh đó tạo cho em một cái niềm tin, một cái niềm hy vọng. Anh làm việc thường thường anh làm việc mấy giờ anh về? Anh á hả? Anh bình thường anh làm việc sẽ tầm 1-2 giờ anh về. 1-2 giờ. Có đêm 3-4 giờ mới về lần. Thì anh làm nhiều việc lắm, anh bán dầu thơm là buổi trưa, buổi chiều, buổi tối thì làm DJ hoặc đi làm thêm cả booking. Làm công việc anh rất là bận. Anh làm đêm như vậy thì em cũng có chuẩn bị một cái phần quà cho anh. Anh đợi một tí nha. Coffee. Một ly nước xăm. Cafe. Coffee. Yeah. Cafe nóng. Anh uống thử cho nó ấm. Cảm ơn em, anh rất là thích cà phê. Nhiều đường hay là ít đường nữa? Vậy là perfect lắm. Ngon. Em thì em thích uống không đường á. Đắng hơn sao mà em uống được? Bởi vì anh là đường rồi. Bởi vì anh là đường rồi. Anh đã là đường rồi. Anh đã là đường rồi. Bởi vì em uống không đường. Vậy cứ mỗi, không lẽ mỗi lần em uống cà phê xong rồi em phải kiếm anh thôi? Thì mỗi lần uống cà phê cái rồi em nghĩ tới anh, cái rồi thấy cà phê nó ngọt rồi. Nó ngọt ngào. Cảm ơn em. Dạ. Thì cái Halloween á, thường thường họ có những cái câu chuyện ma quỷ. Ví dụ như là họ sẽ những con ma quỷ đó nó sẽ lên, nó sẽ trà trộn vào con người. Thì anh có nghĩ là em đang trà trộn không? Trà trộn ý em đây là sao ta? Anh vẫn chưa hiểu ý em lắm. Ý của em là có nghĩa là anh có nghĩ em là đang là những con ma quỷ trà trộn hay không? Anh không bao giờ anh nghĩ vậy. Anh nói từ đầu là em rất là dễ thương mà. Dạ. Và anh cũng nghi từ đầu rồi. Tại vì những cái câu chuyện của em kể nó hoàn toàn nó giống với anh, giống rất là nhiều luôn á.
kể từ cái chuyện mà về cơm áo với gia đình và việc mẹ khóc nè, xong rồi còn cái việc mà rất mập nhưng mà giảm cân, rất là nhiều việc luôn. Thì em thấy là mình có rất là nhiều tương đồng, nhưng mà nếu như mà em thật sự em trà trộn thì anh có sợ hay là không? Anh đâu biết sợ gì đâu, anh sợ cô đơn thôi. Bạn cái trò con nít. Ủa, đang bị tập sao vậy? Tính là cho mày giải giật mình cho người ta có tâm. Dạ, giả bộ giật mình hả? Làm lại hai ba. Giả bộ, giả bộ một tí cho em. Cái nét thật, nét thật ghê. Thật sự. Em có thêm một cái món quà nho nhỏ nữa. Thì hồi nãy anh cũng có biết rồi, thì em rất là thích cái phim Sakura. Thì tặng một lá bài. Em biết cách xem bài, thì anh có muốn xem một quẻ không? Em cũng sẽ xem cho anh một quẻ. Oh. Wow. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ủa, mình có tính chất tâm linh trong chương trình vậy luôn á hả? Anh xào bài đi. Anh cứ xào con số mà anh thích. Cứ nghĩ đến việc mà mình muốn xem. Cứ nghĩ đến việc mình muốn xem. Muốn xem mà. Rồi. Bây giờ anh xào lại thêm một lần nữa, cũng là con số mà anh thích luôn. Rồi. Anh lấy ra cho em ba lá. Tay phải hay tay trái em? Tay trái. Rồi. Bài đầu tiên nó là một cái thẻ bài khá là hiền hòa, thì nó cũng khá giống cái tính cách của anh, nhưng mà thần cây thật sự sẽ nổi giận. Cành cây thật sự sẽ nổi giận à? Đúng rồi, có nghĩa là nó sẽ hiền hòa, nhưng mà khi mà nó gặp những cái sự biến cố nguy hiểm thì những cái cây này nó sẽ trở thành những cái khu rừng rất là lớn. Nó cũng giống như cái tính cách của anh vậy. Những cái điều anh mong muốn là từ một lời nói nè, anh thấy không? Lời nói này sẽ xuất phát từ một người sẽ nói với anh vào một cái thời điểm, và cái sự hiền hòa này hình như là từ đối phương chứ không phải là từ anh. Có nghĩa là như vậy. Thì cái này nó liên quan đến cái mặt tình cảm nhiều hơn. Chính xác, anh đang nghĩ về mặt tình cảm. Đúng rồi. Thì thật sự là nãy giờ anh cũng có xem qua từ khóa, anh cũng có nghe em kể, thì anh có thấy hai con ma đó không? Thấy, anh thấy chưa? Thật ra á là hai con ma này nó cũng có một câu chuyện riêng của nó. Hai cái dòng đi theo em. Một con ma nó tỏ tình với một con ma còn lại, một con ma còn lại không chịu nhận, cho nên là cái chuyện này. Không có con ma nào nhảy kiểu vậy chứ, thiệt luôn. Sao con mập con ốm vậy? Một con
ma, tỏ tình với một con ma còn lại mà hai đứa không chấp nhận, cho nên nó ế nó thành ma luôn. Ý đúng rồi, nói là anh sẽ ế tới già tới lẫn luôn em. Không có, em không có nói như vậy, nhưng mà cái đó là do anh nghĩ thôi. Thì nói chung là when I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should have told you that you're beautiful. But the days pass and now it's so long ago. Thì mỗi lần uống cà phê, cái rồi em nghĩ tới anh. Cái rồi thấy cà phê nó ngọt rồi. Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. Anh xin trả lời luôn là thật sự là anh chỉ xem em như là một người em trai. Em có thể Facebook anh, có thể gọi điện rủ anh đi chơi uống cà phê, hoặc là đi với bạn em bất cứ khi nào. Nếu anh có thời gian rảnh, anh sẽ rất là sẵn lòng. Anh cũng đã độc thân khá là lâu, và anh rất là thường bị mấy bạn nữ ghẹo. Anh không biết làm cách nào nữa, nhưng mà nó đã là cái bản chất của con người anh rồi. Và anh hy vọng có một cái người nào đó có thể kìm lại cái tính của anh lại. Và anh trong lòng anh thật sự mong muốn là một cái người lớn tuổi hơn anh. Có tại vì những cái bạn trẻ khi mà tấp vô anh á, thường là anh sẽ kiểu không có kiểm soát được, không có kiểm soát được. Tại vì cái cảm xúc của những bạn trẻ nha, rất là mãnh liệt và rất là cháy bỏng á. Mà cái công việc của anh á, nó đang chiếm hầu hết là thời gian rất là nhiều, và nó là một cái công việc gặp gỡ những cái mối quan hệ mới liên tục. Đó là anh chỉ sợ là không có kiểu thật sự hiểu anh á, là sẽ nó sẽ tạo cho anh một cái áp lực mới nữa, chứ không phải là mang cho anh một cái cảm giác thoải mái. Thì em tôn trọng quyết định của anh, nhưng mà trước khi ra về thì em cũng muốn ôm anh một cái, và hôn anh một cái giống như kiểu trả lại cái nụ hôn lúc đầu mà anh đã dành cho em. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Dễ thương mọi người. Có buồn nha. Dạ. Bất cứ khi nào buồn cứ gọi anh. Anh lúc nào sẵn sàng đó. Dạ, cảm ơn anh. Mà hai bà nội nó nữa kìa. Em không thể ngờ luôn á. Tại sao? Lúc đầu cảm giác là gu em mà. Không, đôi khi có những cái tình cảm á, mình cảm giác giống như là nó là tình cảm anh em nhiều hơn là tình cảm anh em nhiều hơn là tình cảm yêu. Thật sự bất ngờ đối với em luôn á. Em không nghĩ, tại vì em đang chờ một điều kỳ tích. Tại vì cũng giống như em đã chia sẻ từ đầu á, là em đã giấu cái lòng mình quá lâu rồi. Nó chỉ mới xuất hiện gần đây thôi. Và khi mà em nhìn em có một cái người chồng 8 năm á, thì em cũng ước một cái gia đình như vậy. Ai cũng mong một cái hạnh phúc hết, nên là đôi khi mình suốt ngày mình cứ ở bên cạnh một cái hạnh phúc mà nó quá hoàn mỹ đi, thì thật sự là ai cũng sẽ ganh tị và muốn có được cái tình cảm như vậy, đúng không Tin? Biết đâu những cái
mới lạ đó nó lại là một điều rất là thu hút. Sao nghĩ là mình cứ nên thử hết đi, mình cứ phải nhốt mình vào những cái khuôn khổ mà mình đặt ra, rồi mình lại cứ phải lựa chọn những người phải đúng cái khuôn khổ đó thì rất rất là mệt. Đừng có để sự lựa chọn nó nằm ở trong tình yêu, mà hãy để tình yêu nó là một cái duyên, những cái điều bất ngờ. Cho nên là ok, chúng ta trẻ, chúng ta có quyền được trải lòng mình, được quyền thử hết. Đừng bao giờ buồn hay chán nản hay nghĩ tình yêu là những cái điều nó tiêu cực. Và Sam mong là sau chương trình này các bạn trẻ sẽ luôn luôn mở lòng mình ra và không được đóng khung tình yêu nữa nha. Và chương trình hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Thì Sa rất là cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Tình Yêu Đam Mỹ. Và hãy tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo trên kênh YouTube chính thức của chương trình. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngôn tình hoàn mỹ. Cơ hội dành cho các chàng trai được một lần nói lên tình yêu của mình với các cô gái của chương trình